JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, xin chào, xin chào anh Trình nhé. Vâng, anh Trình, anh ở Trực Cường Nam Định ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái súp Martin bắp 40. Vâng, đây là đặc trưng của súp Martin bắp 40 là dòng bát hầm. Vâng, thì trước mặt anh Trình đây ạ. Vâng, đây là súp Martin bắp 40, rất là cứng cáp, khỏe khoắn. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty JK Audio, cảm ơn anh Trình nhé. Vâng, anh Trình ạ, đây là sản phẩm mới bên em bảo hành trong 1 năm, bên em nhập Trung Quốc. Vâng, về hình thức của cái đặc trưng của súp Martin là dòng bát hầm và xung quanh được sơn sần màu đen rất là chắc chắn và đặc biệt là chống xước. Vâng, đặc biệt ở phía trên đây nó được thiết kế một cái lỗ chân để chúng ta có thể cắm một cái đô la full ở phía trên, rất là tiện. Vâng, đây mặt trước thì là được bảo vệ ở bởi e căng thép và bên phía sau lại có một cái e căng thép đấy ạ. Vâng, để chống chuột nó chui vào thì trước đây nó không có, khách hàng phàn nàn rất là nhiều và bây giờ nhà máy đã thiết kế cho một cái căng bằng thép rất là chắc chắn phía trong để chống chuột. Vâng, thì anh Trình, anh có tâm sự là anh có cái vang số thì bên em sẽ tặng anh đầy đủ dây jack kết nối với vang số và dây AV để anh kết nối với súp ạ. Vâng, đặc biệt đây là dòng súp Maxima 40 được vừa chơi được hơi vừa chơi được điện, rất là tiện lợi. Vâng, và cái súp Maxima 40 rất là nặng thì nhà thiết kế có thiết kế ra hai cái tay cầm phía ở hai bên, ở hai bên hông đi ạ. Vâng, rất là tiện. Vâng, đấy là cái súp Martin về cơ bản mà em đang giới thiệu. Cái súp Martin của anh Trình đã đặt bên JK Audio. Vâng, em cho nhà to lên tí. Vâng, súp này đang hoạt động với anh nhé. Vâng, phía sau đây anh ạ. Vâng, bên em đang đấu kiểu chậm điện, đây bên này có thể anh đấu chậm hơi được anh nhé. Vâng, thì đây em đang kiểm tra trước khi gửi. Vâng, em thử tắt súp của anh đi nhé. Đây là nhạc đang có súp đấy ạ. Vâng, em tắt đi đấy ạ. Vâng, nhạc không có súp nó khác hoàn toàn luôn. Một cái bài hát hay là một cái bản nhạc tự dưng nó không được hay, vì thế chúng ta hỗ trợ trợ thêm trầm được nghe nó giải âm, nó ấm hơn và sâu hơn. Vâng, em bật lên để cho thay đổi sự khác biệt đấy ạ. Vâng, đặc biệt bên em có dán tem công ty JK Audio bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm súp Martin 340 này nhé. Vâng, mã là thương hiệu Martin, mã là M1500, công suất max của con này là có thể lên đến 600W, rất là khỏe, không gian 50m2 và anh căng đét luôn ạ. Vâng, em đang kết nối với cái đẩy 4 kênh WeWood mã là 4850L và một cái vang cơ lai số WeWood VHLTF9 Plus ạ. Vâng, thế là cái chi tiết về cái súp Martin 340 của anh Trình. Vâng, bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm một đoạn nhạc. Vâng, rất sâu anh nhé. Vâng, từng bác khách hàng một bên em đều test trước khi gửi, để các bác ở mọi miền Tổ quốc yên tâm. Hàng xuất đi bao giờ nó cũng là đạt chuẩn và hoàn hảo nhất. Không có một lỗi lầm, không có một tí vết nào. Vâng, chiều ngang của con này nó 80 phân đấy ạ, 80 phân. Vâng, anh Trình, hiện tại cái súp Martin 340 của anh hoạt động rất tốt. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, anh ở Nam Định, bên em ở bến xe Long Biên Hà Nội, thì bên em có chuyển xe để cho anh nhận sớm nhất. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Trình và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Xin chào anh Trình và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.